Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu túi nhỏ dùng để đựng tỏi hoặc là một số phụ kiện nhỏ cho bé, hình quả thơm như thế này. Đây, ở đây mình phối hai màu vàng và xanh. Ở giữa hai màu thì mình có luồng dây để điều chỉnh cho cái phần cổ của túi. Ngoài ra thì còn có một nút thắt ở đây. Và ở cái nút thắt này, nếu không muốn cột dây thì các bạn cũng có thể dùng nút thắt này để điều chỉnh cho sợi dây của mình vừa với phần cổ nha. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc 3.0 mm và kéo cắt len. Ngoài ra thì nếu không muốn cột dây, các bạn cũng có thể sử dụng một nút thắt như thế này nha. Đây, bây giờ mình sẽ dùng màu vàng để móc phần thân của trái thơm. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên hai mũi móc xích và móc vào vòng tròn vừa tạo 14 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn. Sau khi móc được 14 mũi kép đơn thì ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại và móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Các bạn nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Sau đó móc vào chân móc mình vừa móc mũi dời một mũi móc đơn. Móc vào đây một mũi móc đơn. Móc lên hai mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc mà mình vừa móc á, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc. 1 2 Khi móc được hai mũi kép đơn thì ở cái vòng tròn nhỏ phía dưới này các bạn bỏ qua chân móc kế bên này và móc vào cái chân kế tiếp á, móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và cũng móc vào chân móc mình vừa móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 Tương tự bỏ qua chân kế bên của vòng tròn và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Thì mình đã tạo ra được hai cánh quạt nhỏ như thế này. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tương tự bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp của vòng tròn nhỏ một mũi móc đơn. Lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn. 1 2 Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp của vòng tròn nhỏ một mũi móc đơn. Thì mình đã tạo ra được các cái cánh quạt như thế này. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cũng móc lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và làm tương tự. Hai. Sau khi móc đến cuối vòng thì vòng tròn thứ hai này mình có được 7 cánh quạt nè. Đây. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của cái cánh quạt đầu tiên bên này nè, móc vào cái chân móc này một mũi dời. Móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3 Thì như vậy là mình đã tạo ra được cái vòng tròn thứ hai nè. Bây giờ mình tiếp tục móc tiếp cái vòng thứ ba. Thì ở vòng tròn thứ ba trở đi mình sẽ móc các họa tiết mũi sò lên cái phần thân của quả thơm, bắt đầu từ cái mũi móc này nha.
móc cho mình vào cái chân móc mình vừa móc á, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Sau khi móc được hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì ta sẽ gặp cánh quạt đầu tiên của cái vòng tròn thứ hai á. Đây, cái vòng tròn này nó sẽ có hai mũi kép đơn nè. Các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên. Tương tự như cánh quạt bên này cũng có hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Đây, 1 2, các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên á thì tương tự ở đây cũng móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Tiếp đến các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc mũi đơn của cái cánh quạt tiếp theo nè. Đây, cái chân móc mũi đơn này móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Sau đó móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc mình vừa móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Sau đó móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên của cánh quạt bên này nè. Đây, móc vào đây một mũi móc đơn. Như vậy là mình vừa tạo ra được một họa tiết sò như thế này. Tiếp tục móc vào chân móc mũi đơn của họa tiết cánh quạt bên cạnh này. Đây, đây là họa tiết cánh quạt nè, móc cho mình vào cái chân móc mũi đơn này một họa tiết sò. Móc hai mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Khi tạo ra được một họa tiết sò ở chân móc mũi đơn thì chân móc của mũi kép đơn đầu tiên sẽ móc một mũi móc đơn. Thì mình được thêm một họa tiết sò như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc mũi đơn, chân móc mũi đơn của cánh quạt tiếp theo móc vào một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và móc tiếp vào cái chân móc vừa móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Khi tạo ra được một họa tiết sò tiếp theo thì cũng tương tự móc vào cái chân móc đầu tiên, cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở họa tiết cánh quạt này một mũi móc đơn để tạo ra cái con sò thứ ba. Làm tương tự cho đến cuối vòng, cũng móc vào chân móc mũi đơn của họa tiết cánh quạt bên cạnh một mũi sò, tức là gồm hai mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc để tạo ra được một họa tiết sò. Móc vào đây một mũi móc đơn. Sau khi móc đến cuối vòng thì ta được 6 họa tiết sò hoàn chỉnh và liên tiếp với nhau. Thì ở họa tiết sò thứ 7 và cũng là họa tiết sò cuối cùng, mình đã móc được một nửa của họa tiết sò nè. Thì ở đây mình có lên 3 mũi móc xích, các bạn tính cho mình vào cái chân móc này nè. Đây, móc cho mình vào cái chân móc mũi dời của cái vòng thứ hai á, móc vào đây một mũi kép đơn. 3 cái mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên nè, các bạn móc lên cho mình 2 mũi, đếm lên 2 mũi móc và đâm kim vào chân móc thứ hai, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Hai mũi móc xích này ta tính là một mũi móc, thì ở con sò cuối cùng này mình cũng có đủ 4 mũi móc xen kẽ là một mũi móc xích ở đây này nha. Ở vòng móc thứ ba này mình sẽ ngưng lại và không thêm mũi nữa vì cái độ rộng của cái phần này đã vừa với cái phần thân túi nè, để đựng phụ kiện nhỏ cho bé. Bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân. Móc cho mình vào chính giữa này nè. Đây, chính giữa của con sò là cái mũi móc xích này nè, móc vào đây một mũi móc đơn. Kế đến các bạn sẽ gặp cái mũi móc đơn bên cạnh, móc vào đây cho mình một họa tiết sò tương tự như họa tiết sò này, cũng móc hai mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và móc tiếp vào đó hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Khi móc được vào chân móc mũi đơn thì tiếp tục móc cho mình vào chính giữa của con sò, chính giữa của sò là cái mũi móc xích này nè, móc vào đây một mũi móc đơn. Đây, thì mình tạo ra được một họa tiết sò đầu tiên của phần thân. Tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc mũi đơn kế bên á. Đây, móc vào chân móc này một họa tiết sò tương tự. Móc hai mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và tương tự móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Khi móc được một họa tiết sò vào chân móc mũi đơn thì tiếp tục móc vào chính giữa của sò kế bên một mũi móc đơn thì mình tạo ra được một mũi sò tiếp theo. Tương tự ta sẽ gặp một mũi móc đơn, móc vào đây một họa tiết sò
gồm 2 mũi kép đơn lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau đó móc vào chính giữa của sò kế bên một mũi móc đơn. Ta tạo ra được một mũi sò thứ ba. Các bạn cứ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Khi gặp mũi móc đơn thì ta sẽ móc họa tiết sò vào đây. Họa tiết sò gồm 2 mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc tiếp vào chính giữa của sò kế bên một mũi móc đơn, tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì cái vòng móc này ta bắt đầu từ cái mũi móc đơn của cái con sò đầu tiên này. Các bạn móc cho mình vào cái chân móc này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên 3 mũi móc xích. Như vậy là phần thân túi mình đã nâng lên được một hàng móc như thế này. Đây, cái độ rộng này đã vừa đủ để đựng phụ kiện cho bé rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc tiếp theo để nâng cao cái phần thân của túi. Khi lên 3 mũi móc xích thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc mình vừa móc á, móc vào đây cho mình 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Khi móc được vào chân móc mũi đơn nửa họa tiết sò thì ta sẽ chuyển qua chính giữa của sò kế bên một mũi móc đơn. Tiếp tục móc tiếp vào cái chân móc mũi đơn kế bên này một họa tiết sò. Lên một mũi móc xích. Móc 2 mũi kép đơn vào cái chân móc vừa móc. Móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn. Thì đây sẽ là một họa tiết sò hoàn chỉnh nè. Đây là nửa họa tiết sò. Các bạn làm tương tự cho mình. Cũng gặp mũi móc đơn thì móc cho mình vào đây một họa tiết sò gồm có 2 mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích. Và móc tiếp vào đó 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn. Thì mình tạo ra được một họa tiết sò hoàn chỉnh. Các bạn cứ làm tương tự cho mình đến cuối vòng. Sau đó cũng móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự. Đối với những hàng móc mà ta bắt đầu bằng mũi đơn thì các bạn kết thúc cho mình bằng mũi dời vào cái mũi móc đơn này. Còn ở những hàng móc ta bắt đầu ở nửa mũi sò thì các bạn sẽ móc cho mình tương tự như cái hàng móc thứ ba này, cũng đâm kim vào cái chân móc thứ hai nha, để tạo ra cái họa tiết sò cuối cùng á. Làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Móc vào chân móc mũi đơn một họa tiết sò gồm 2 mũi kép đơn lên một mũi móc xích và tiếp tục móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Thì ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều hàng móc tương tự cho cái phần thân của quả thơm nó được cao lên nè, có cái độ sâu để mình đựng phụ kiện bên trong. Ở hàng móc cuối cùng này mình kết thúc bằng nửa họa tiết sò thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc mũi dời này một mũi kép đơn. Ba mũi móc xích ở đây, đếm cho mình lên 2 mũi và móc vào chân móc thứ hai một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình tiến hành móc cái phần lá. Các bạn dùng sợi dây màu xanh tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này ta đâm kim vào cái chân móc mũi dời cuối cùng của cái phần thân á, đâm kim cho mình vào cái khoảng trống này, sau đó kéo nút vừa tạo qua khoảng trống, móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái khoảng trống mà mình vừa móc một mũi móc đơn. Sau đó lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc vào chân móc mũi đơn kế bên này, đây, móc vào chân móc mũi đơn một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc vào chân móc mũi đơn kế bên một mũi móc đơn. Thì mình vừa tạo ra được các cái khoảng trống để mình luồn dây điều chỉnh nè. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích, móc vào chân móc mũi đơn kế bên một mũi móc đơn.
lên một mũi móc xích, tiếp tục móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn. Lên một mũi móc xích và móc vào chân móc mũi đơn kế bên một mũi móc đơn. Làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Khi tạo các cái khoảng trống cho đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân móc mũi đơn đầu tiên mình gây nên á, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì cái hàng móc này nó cũng thu nhỏ được một phần của miệng túi nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần cánh lá. Thì ở cánh lá phía trên này mình cũng móc tương tự như cái họa tiết phần thân ở phía dưới, cũng tạo ra được các cái họa tiết sò xen kẽ với nhau. Móc vào cái chân móc mình vừa móc mũi dời một mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc của mũi móc đơn kế bên này sẽ móc cho mình một họa tiết sò gồm có hai mũi kép đơn. Sau đó là một mũi móc xích. Tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Thì mình tạo ra được một họa tiết sò tương tự như phần thân ở phía dưới. Tiếp tục móc vào chân móc của mũi móc đơn kế bên này một mũi móc đơn để kết thúc họa tiết sò. Và móc vào chân móc mũi đơn kế bên này một họa tiết sò tương tự. Cũng móc vào hai mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc vào chân móc mũi đơn kế bên một mũi móc đơn để kết thúc họa tiết sò. Đây, thì mình tạo ra được các cái họa tiết sò tương tự nè. Móc vào chân kế bên này một họa tiết sò. Gồm hai mũi kép đơn. Sau đó là một mũi móc xích. Tiếp tục móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc vào chân móc mũi đơn kế bên một mũi móc đơn để kết thúc. Thì mình tạo ra được thêm một họa tiết sò thứ ba. Các chân móc còn lại ta sẽ làm tương tự cho đến cuối vòng, cũng tạo ra cho mình các cái họa tiết sò tương tự. Móc vào chân móc này hai mũi kép đơn, lên một mũi móc xích, móc tiếp vào đó hai mũi kép đơn. Móc vào chân móc mũi đơn kế bên một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng thì móc vào chân móc mũi đơn của họa tiết sò bên cạnh một mũi dời. Móc lên 3 mũi móc xích. Thì ở cái phần thân lá này mình đã hoàn thành được cái hàng thứ nhất nè. Các cái hàng móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như cái phần thân ở phía dưới. Móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc để tạo ra một nửa họa tiết sò. Móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn. Sau đó móc vào mũi móc đơn kế bên này một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích. Tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn. Ta tạo thêm được một họa tiết sò, các bạn làm tương tự cho đến cuối vòng. Cũng móc vào chân móc mũi đơn một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Và móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn. Khi móc đến cuối vòng thì cái họa tiết sò kế bên này nó sẽ được một nửa họa tiết nè. Các bạn móc tiếp cho mình vào cái chân móc mũi dời này một mũi kép đơn. Móc vào chân móc thứ hai của sợi dây móc xích 3 mũi này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Khi lên được hai hàng móc ở phần cuốn lá thì phần cuốn nó đã có được cái độ cao như thế này. Bây giờ mình sẽ móc thêm một hàng móc nữa, thì cái hàng móc tiếp theo này nó sẽ khác với cái hàng móc mà mình vừa móc. Thì hàng móc thứ ba này mình sẽ móc họa tiết sò kính, móc vào cái chân móc ta vừa móc một mũi móc đơn. Tiếp theo móc vào chân móc mũi đơn kế bên của họa tiết sò kế bên này, móc vào đây cho mình một họa tiết sò kính. Và họa tiết sò kính này ta sẽ móc 7 mũi kép đơn cùng một chân móc. 1 2 3 4 5 6 và 7.
Như vậy là mình đã tạo ra được một họa tiết sò kính, và cái họa tiết sò kính này nó sẽ tạo cho cái phần viền của mình nó kín hơn và nó không có bị hở. Tiếp tục móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn. Sau đó móc vào chân móc mũi đơn kế bên này, móc vào đây một họa tiết sò tương tự, gồm có 7 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Ta tạo ra được một họa tiết sò tương tự. Tiếp tục móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cuối vòng. Cũng tạo ra cho mình các cái họa tiết sò gồm có 7 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Và 7 mũi kép đơn này các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình nha. Khi móc được 7 mũi kép đơn thì tiếp tục móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, tiếp tục móc vào chân móc mũi đơn kế bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là phần cuốn lá của mình nó đã có cái độ xòe ra như thế này. Các bạn giấu sợi len thừa cho mình vào trong mũi móc. Sau khi giấu sợi len thừa vào trong mũi móc, các bạn móc thêm cho mình một sợi dây móc xích dài để mình luồn cái sợi dây này vào trong các cái khoảng trống mà mình tạo ở cái hàng đầu tiên này nè. Đây, luồn dây vào. Sau đó ở hai đầu dây các bạn sẽ cột guốc lại ở đây để điều chỉnh cho cái độ rộng của túi. Hoặc là nếu không thích cột dây, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình một nút thắt. Và cái nút thắt này nó sẽ giúp cho cái đầu dây của mình, hai đầu dây này nó được cố định ở vị trí này và nó không có bị lỏng ở phần cổ túi nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu túi tỏi hình quả thơm xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!